Tiếp theo là cái câu được mệnh mã là 3001-2008. Hỏi là có bao nhiêu ăn côn bậc 2 no đơn chức mạch hở là đồng phân cấu tạo của nhau, mà trong phân tử của chúng ấy thì có phần trăm khối lượng carbon là 68,18%. Thế thì chúng ta chú ý đến cái chi tiết đó là các ăn côn bậc 2 này, nhưng mà nó lại no đơn chức và mạch hở. Đây là cái cơ sở để chúng ta viết các công thức tổng quát, và từ công thức tổng quát chúng ta đi tìm công thức phân tử. Sau khi tìm được công thức phân tử rồi thì chúng ta mới 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 mới, mới, mới tìm xem là có bao nhiêu cái đồng phân ở dạng bậc hai nhé. Thứ nhất này, vì đó là ancol no này, đơn chức này, mạch hở này, nên trên từ đây ta suy ra công thức tổng quát của nó là gì? CN thì phải hấp bao nhiêu? 2N cộng 2, vì tức là no đơn chức mạch hở mà. No và mạch hở mà. Thế còn do đơn chức trên trong phân tử chỉ có một nhóm OH tương ứng với chỉ có một nguyên tử oxy thôi. Có người thì viết là CnH2n cộng 1OH cũng như nhau cả thôi, đúng không? Đấy. Thế thì đến đây chúng ta có phần trăm cho khối lượng của carbon bằng gì? Trong một phân tử này thì có n nguyên tử carbon, mỗi nguyên tử carbon có khối lượng là 12, thì phần của carbon sẽ là 12n chia cho khối lượng của cả phân tử này, carbon là 12n. Anh để ý đến hydro này, hydro là có 2n cộng 2 nguyên tử hydro thì có 2, mỗi nguyên tử hydro nặng là 1 đơn vị carbon, mà đây 2n cộng với 2 của hydro nữa, và của oxy là mấy? Là 16. Được chưa? Thì đầu bài cho mình biết nó bằng bao nhiêu? 68,18. 68,18%. Đến đây thì chúng ta viết cho nó gọn gàng lại chút nữa nhỉ. 14n 12 cộng với 2 là 14 này, 2 cộng với 16 là thành 18 này, thì bằng 68,18%. Cái này thì dễ quá mất rồi. Giải cái phương trình này thì ai chả giải được đúng không? Ta nhân chéo nó lên. 12n thì bằng 14n cộng 18 nhân với 68,18, hay mình viết thành 0,6818. Em nhân bung nó ra được phương trình bậc bậc nhất. Nó đáng quá dễ. Tiếp đây thì giải sẵn nhé. Nó được n bằng 5. Cái động tác mà nhân nó vào rồi chuyển cái vế sang rồi tính n thì thôi, thầy cũng chẳng phải trình bày làm gì nữa, vì thì tin chắc là các em đều đã biết rồi. Đó, n bằng 5 thì suy ra công thức phân tử của cái ancol đó là C5 H mấy? H12. Ồ. Bây giờ chúng ta phải đi tìm những ancol bậc 2. Ancol bậc 2 tức là cái nhóm OH nó đính với carbon bậc 2 nhé. Đính với carbon bậc 2 thì cách chúng ta viết như thế nào? Đây, carbon bậc 2 đây, carbon này. Xong bên cạnh nó là hai thằng carbon nữa. Thì đấy là carbon bậc 2 thì OH ở đây. Đấy, chúng ta chốt cái carbon này với nhóm OH bên cạnh mà nó đặt hai nguyên tử carbon. Và tổng cộng trong phân tử của chúng ta có 5 nguyên tử carbon nhé. Vậy thì còn hai thằng nữa sẽ bố trí như thế nào? Hai thằng nữa thì có thể là hai thằng vào đây. Đó. Giá trị đó CH3 CH ta điền hydro vào cho nó đủ thôi. Và thậm chí là nhiều khi chẳng cần điền cũng sao, vì chúng ta đã bị đến sẽ có bao nhiêu cái thôi mà. Rồi, còn đâu? Ta lại thử thôi. Thế thì còn hai thằng carbon thì có thể hai thằng carbon về bên này. Đó, cũng có thể là cùng một bên có một thằng carbon ở đây, một thằng carbon rẽ nhánh xuống dưới. Thế đây là hai thằng carbon còn lại nó thẳng hàng nhé. Thì hai thằng còn lại nó sẽ ấp nhánh nhé. Đấy. CH3 CH CH CH3 CH3, đúng không? Đấy. Thì đây vẫn là ancol bậc 2. Còn nữa không? Đấy, này. OH ở đây hai để nó carbon ancol bậc 2 thì chúng ta phải đặt hai thằng carbon bên cạnh. Còn thằng hai thằng carbon như thế nào? Chúng ta bố trí cả hai thằng carbon về cùng một phía thì phía bên phải hay phía bên trái cũng vai trò cũng như nhau thôi. Và khi về cùng một phía thì hai thằng thẳng hàng hoặc là rẽ nhánh. Kịch bản nữa là bổ đôi ra mỗi bên một, thì một thằng carbon ở đây, một thằng carbon ở đây. Thế ta điền hydro cho đủ CH3, CH2, CH, CH2, CH3. Nếu còn nữa không? Hết rồi. Bởi vì với cái bộ khung mà chúng ta đã cố định như này rồi,
30 đội con này rồi. Còn hai thằng còn lại thì chỉ có thể hai thằng về cùng một phía, hai thằng về cùng một phía thì chỉ có hai cách sắp xếp chứ không thể có cách thứ ba. Rồi hai thằng về hai phía thì mỗi bên có hai mà, thì chỉ có thể chia mỗi bên một. Và chia mỗi bên một thì cũng chỉ có duy nhất một cách sắp xếp vậy thôi. Cho nên tổng cộng chúng ta có mấy? Chúng ta có ba đồng phân. Đáp án ở đây là ba bên.